Sau cái chết của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, thế giới lại được thắp thêm ngọn lửa của sự xung đột và thù hận. Tuần này, khu vực Trung Đông trở nên nóng nhất khi Iran cáo buộc Israel là thủ phạm đứng sau vụ ám sát nhà khoa học và cảnh báo sẽ trả thù tàn khốc. Ngay sau tuyên bố, Quốc hội Iran đã yêu cầu khôi phục lại chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân và chấm dứt hoạt động thanh sát của Liên Hiệp Quốc đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. Trước sự đe dọa từ Iran, Mỹ và Israel đã nhanh chóng lên kế hoạch và nâng cao cảnh giác phòng trường hợp bị tấn công. Trong khi đó, xung đột Mỹ-Trung tiếp tục leo thang khi chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những đòn mạnh mẽ nhắm vào các công ty, nhà nghiên cứu và đảng viên Trung Quốc. Và trước thông tin Trung Quốc đang âm thầm tạo ra siêu chiến binh bằng việc chỉnh sửa gen trên người đã khiến cho Mỹ phải thêm cảnh giác về mối nguy hiểm này. Không chỉ Mỹ mà Úc cũng đang nhận thấy mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc. Tuần này, cả hai nước đã không ngừng giao chiến với nhau trên mọi mặt trận, từ chạy đua vũ trang, kinh tế đến đấu khẩu trên Twitter. Dù không tốn một binh lính nào, nhưng Trung Quốc đã khiến cho chính quyền Úc bị tổn thương khi đăng một tấm ảnh giả mô tả tội ác chiến tranh của binh lính Úc. Hành động này đã đẩy mối quan hệ hai nước rơi vào bế tắc. Tất cả những diễn biến nổi bật này là câu chuyện thế giới trong tuần của FBNC. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi Thế giới trong tuần trên kênh FBNC. Mở đầu là những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, ông Mohsen Farizadeh, xảy ra vào cuối tuần trước đã làm gia tăng căng thẳng cho cả thế giới khi Iran có ý định nối lại các chương trình hạt nhân để trả đũa. Theo đó, Iran đã cáo buộc Israel là thủ phạm đứng sau vụ ám sát này và cảnh báo sẽ trả thù tàn khốc dù không đưa ra bằng chứng. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột giữa Iran và Israel kéo theo sự can thiệp quân sự của Mỹ vào khu vực. Ông Farizadeh từ lâu bị tình báo Mỹ và Israel cùng một số quốc gia phương Tây và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nghi ngờ là người đứng đầu chương trình phát triển bom nguyên tử bí mật của Iran. Tuy nhiên, Iran nhiều lần phủ nhận phát triển vũ khí hạt nhân. Tờ New York Times đã dẫn lời một quan chức Mỹ cùng với hai quan chức tình báo khác cho biết Israel đã đứng sau vụ ám sát, song không nêu chi tiết. Còn về phía Israel đến nay, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn từ chối bình luận về vấn đề này. Trước tình hình căng thẳng, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế và tránh bất cứ hành động nào có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, vào hôm thứ Ba 1 tháng 12, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật yêu cầu chính phủ đẩy mạnh việc làm giàu uranium nhiều hơn mức cần thiết cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân và bỏ qua các hạn chế khác trong chương trình thỏa thuận hạt nhân 2015 của nước này với các cường quốc khác. Nhưng chính phủ Iran đã nhanh chóng cho biết việc này không thể thay đổi chính sách hạt nhân của nước này, vốn là quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Chính phủ phải quyết định xem liệu một phản ứng sắc bén đối với việc sát hại ông Farizadeh có thể gây nguy hiểm cho triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ, trong khả năng ông Joe Biden có thể nhậm chức tổng thống hay không. Iran đã vi phạm các giới hạn đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Theo đó, thỏa thuận sẽ hủy bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Theo đó, Tổng thống Mỹ đương nhiệm hiện nay là ông Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận này và đã áp lại lệnh trừng phạt đối với Iran. Trong khi đó, ông Biden cho biết ông sẽ đưa Mỹ trở lại thỏa thuận năm 2015 nếu Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận. Theo đạo luật, Iran sẽ chấm dứt các hoạt động thanh sát của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu chính phủ khôi phục lại hoạt động làm giàu uranium lên mức 20% nếu các nước châu Âu không thể thuyết phục Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran. Sau khi Quốc hội Iran thông qua luật trên, Hội đồng Giám hộ Iran có chức năng giám sát luật pháp vào ngày 2 tháng 12 đã gửi văn kiện này lên Tổng thống Hassan Rouhani để ký ban hành. Đề cập đến quyết định này, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho rằng Iran sẽ không thu được bất cứ lợi ích nào từ quyết định chấm dứt hoạt động thanh sát đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông cho biết đến thời điểm này, IAEA vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ giới chức Iran là sẽ có thay đổi liên quan đến việc thanh sát các cơ sở hạt nhân sau vụ nhà khoa học Mohsen Farizadeh bị ám sát. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, Quốc hội Iran đã yêu cầu quốc tế ngừng tất cả các cuộc thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này. Đây được coi là tín hiệu báo hiệu về khả năng chính quyền Iran sẽ rút khỏi các cam kết chính trong thỏa thuận hạt nhân 2015, có tên gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA. Dự kiến các nước còn lại trong thỏa thuận là Anh, Đức, Pháp, Nga, Iran và Trung Quốc sẽ nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 16 tháng 12 tới đây.
Thưa quý vị, khi căng thẳng với Iran tăng cao, tuần này Israel đã tiếp nhận tàu chiến do Đức sản xuất có tên là Lá Chắn Shield. Đây là tàu chiến tối tân nhất của Israel, được mô tả như một bức tường thành bảo vệ các giàn khoan khí đốt dễ bị tấn công ở Địa Trung Hải. Trong năm nay và năm tới, Hải quân Israel sẽ triển khai 15 tàu mang tên lửa, tuy nhỏ nhưng có thể thực hiện các sứ mệnh xa ở Biển Đỏ và khu vực vùng vịnh. Israel cũng muốn bảo vệ các mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi gần Lebanon, kẻ thù truyền kiếp mà cho đến nay các cuộc đàm phán biên giới trên biển do Mỹ làm trung gian vẫn không có kết quả. Israel đã nhận thấy mối đe dọa đối với các giàn khoan khí đốt từ quân du kích Hezbollah do Iran hậu thuẫn của Lebanon, đặc biệt là sau khi chính quyền Tehran tuyên bố sẽ trả đũa. Chính phủ Israel đã cảnh báo các cơ quan ngoại giao, khách du lịch, nhất là những người đang ở UAE hay Bahrain, có thể trở thành mục tiêu tấn công khủng bố của các lực lượng thân Iran tại Trung Đông. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang lo ngại sẽ bị Iran trả đũa nhân một năm ngày mất của tư lệnh cấp cao Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran. Theo đó, Mỹ có kế hoạch sẽ tạm thời rút bớt nhân viên khỏi đại sứ quán ở Baghdad trước lễ kỷ niệm một năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani vào ngày 3 tháng 1 tới. Các nguồn tin cho biết việc rút nhân viên ngoại giao dự kiến chỉ kéo dài đến giữa tháng 1, sau khi lễ kỷ niệm trôi qua. Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu nhà ngoại giao bị rút khỏi đại sứ quán ở Baghdad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Chính quyền của ông Trump dự đoán Iran có thể có hành động trả đũa vào dịp này. Một quan chức quốc phòng nói rằng giới lãnh đạo Iran muốn trả thù và họ sẽ không từ bỏ. Tháng 1 2020, sau khi tướng Qasem Soleimani bị tiêu diệt, Iran đã trả đũa bằng cách bắn hàng loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Nếu Iran có đủ bằng chứng khẳng định Israel hay Mỹ dính líu đến vụ việc ám sát nhà khoa học hạt nhân, rất có thể nước này sẽ phản công, nhắm vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ hay Israel trong khu vực. Chuyển sang một thông tin căng thẳng khác khiến cho cả thế giới không ít lo ngại, đó chính là căng thẳng Mỹ-Trung. Tuần này, Tổng thống Trump đã liên tục có những hành động cứng rắn khiến cho căng thẳng hai nước này càng rơi vào bế tắc. Mới đây, ông Trump đã đưa thêm hai công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì nguyên nhân an ninh quốc phòng. Theo đó, nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là SMIC và nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC đã bị Mỹ liệt vào nhóm các công ty quân sự Trung Quốc. Truyền thông Mỹ cho rằng động thái này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của các công ty này với các nhà đầu tư Mỹ khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng leo thang. Số lượng công ty Trung Quốc bị chính quyền Trump hạn chế mua hàng hóa và công nghệ của Mỹ đã lên đến xấp xỉ 89 công ty. Nhưng gã khổng lồ như Hikvision, China Telecom và China Mobile đã bị liệt vào danh sách này hồi đầu năm nay. Các nhà đầu tư Mỹ sẽ bị cấm mua chứng khoán của các công ty này bắt đầu từ cuối năm sau. Quốc hội và chính quyền Washington ngày càng tìm nhiều cách hạn chế khả năng tiếp cận thị trường vốn Mỹ của các công ty Trung Quốc, ngay cả khi điều đó sẽ làm tổn hại phần nào lợi ích của Mỹ. Không những thế, nhằm gây áp lực cho các công ty Trung Quốc, Hạ viện Mỹ còn thông qua dự luật ngăn một số công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Mỹ nếu không tuân thủ các quy định kiểm toán. Theo dự luật trách nhiệm cổ phiếu các công ty nước ngoài được Hạ viện thông qua vào ngày 2 tháng 12, Mỹ cấm các công ty nước ngoài niêm yết chứng khoán trên bất kỳ sàn giao dịch nào của nước này nếu không tuân thủ kiểm toán của Ban Giám sát Kế toán công Mỹ 3 năm liên tục. Đồng thời, dự luật cho các công ty Trung Quốc như Alibaba, công ty công nghệ Pinduoduo và tập đoàn dầu khí PetroChina 3 năm để tuân thủ các quy định của Mỹ trước khi bị loại khỏi thị trường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh gọi đây là chính sách phân biệt đối xử về mặt chính trị với các công ty Trung Quốc. Thay vì thiết lập rào cản, chúng tôi hy vọng Mỹ có thể cung cấp một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài đầu tư và hoạt động tại đây. Mặc cho bà Hoa Xuân Oánh lên tiếng phản đối cũng trong ngày đưa ra luật chặn các công ty Trung Quốc lên sàn chứng khoán Mỹ, chính quyền Washington tiếp tục mở rộng áp lực kinh tế lên Tân Cương, cấm nhập khẩu bông từ tổ chức bán quân sự quyền lực của Trung Quốc với lý do sử dụng lao động bị cưỡng bức. Theo Reuters, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết lệnh này sẽ cấm nhập khẩu bông và các sản phẩm bông từ Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, SBCC, một trong những nhà sản xuất lớn của Trung Quốc. Được biết, SBCC sản xuất 30% bông của Trung Quốc vào năm 2015. Hồi tháng 7, Bộ Tài chính cấm tất cả các giao dịch tài chính với SBCC. Trung Quốc sản xuất khoảng 20% lượng bông của thế giới và phần lớn đến từ Tân Cương. Nước này cũng là nhà nhập khẩu bông lớn nhất thế giới. Ngay lập tức, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này của Mỹ, thậm chí cáo buộc ngược lại rằng chính Mỹ đang âm mưu trấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc và kìm kẹp sự phát triển của Tân Cương.
Một số chính trị gia của Mỹ đã ngụy tạo thông tin sai lệch về cái gọi là lao động cưỡng bức nhằm hạn chế và đàn áp các bên liên quan và các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như ngăn chặn sự phát triển chung của đất nước chúng tôi. Việc làm của Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và các nguyên tắc kinh tế thị trường, hủy hoại chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ. Đây là một hành động điển hình làm tổn thương lợi ích của người khác, trong khi cũng chính là đang làm giảm lợi ích của mình. Cũng theo bà Hoa Xuân Ánh, chính quyền các cấp ở Tân Cương hoàn toàn tôn trọng ý chí của người dân tộc thiểu số trong việc lựa chọn việc làm của họ và sẵn sàng đào tạo cho những người muốn nâng cao kỹ năng cần thiết cho công việc của mình. Bà Ánh cho biết thêm, những người dân tộc thiểu số rất sẵn sàng ra ngoài tìm việc làm. Trích dẫn một báo cáo về tình trạng việc làm của người dân tộc thiểu số ở Tân Cương cho thấy 86,5% lực lượng lao động ở 4 làng được khảo sát cho biết họ sẵn sàng làm việc bên ngoài quê hương của họ. Cũng trong ngày 2 tháng 12, ông John Demers, Giám đốc Bộ phận An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ trong bối cảnh cơ quan này khởi xướng nhiều vụ án hình sự về tội gián điệp công nghiệp và công nghệ. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mà ông Demers nhắc tới đã vội vã rời Mỹ sau khi FBI tiến hành các cuộc thẩm phán tại hơn 20 thành phố. Quan chức Bộ Tư pháp cho hay đây là một nhóm khác với những người từng được Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc tới hồi tháng 9, khi Washington quyết định thu hồi visa của hơn 1.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị coi là nguy cơ an ninh. Ông Demers nhấn mạnh, chỉ người Trung Quốc mới có đủ nguồn lực, khả năng và ý chí để tham gia những hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài mà các cơ quan Mỹ đã phát hiện trong những năm gần đây. Ông William Ivanina, lãnh đạo cơ quan phản gián của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI cho biết thêm, các đặc vụ Trung Quốc đã nhắm tới nhân viên trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden, cũng như những người thân cận với ông. Ông khẳng định các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang bị các cơ quan Mỹ giám sát đều đến đây theo lệnh của chính phủ Trung Quốc. Không chỉ gây áp lực cho các công ty và nhà nghiên cứu Trung Quốc, Mỹ còn nhắm thẳng vào các đảng viên Trung Quốc khi ban hành quy định mới nhằm hạn chế việc các đảng viên Trung Quốc và gia đình của họ đến Mỹ, rút ngắn thị thực từ 10 năm xuống còn 1 tháng. Động thái này một lần nữa nhấn mạnh lập trường cứng rắn của chính quyền ông Trump với Trung Quốc. Và cũng như kịch bản trên, ngay lập tức phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tiếp tục lên tiếng phản đối kịch liệt và thề sẽ đáp trả. Mọi người có thể thấy rất rõ điều này. Tôi nghĩ có một lực lượng cực đoan chống Trung Quốc ở Mỹ đứng sau việc này, xuất phát từ tư tưởng thiên vị và tâm lý chiến tranh lạnh rất thâm căn cố đế, có hành vi mang tính chính trị, chèn ép và leo thang. Tất nhiên là chúng tôi kiên quyết phản đối điều này. Được biết, theo quy định mới, thì giới hạn hiệu lực của thị thực du lịch cho các đảng viên và gia đình Trung Quốc chỉ trong 1 tháng và một lần nhập cảnh. Trước đây, công dân Trung Quốc có thể xin thị thực du lịch Hoa Kỳ với thời hạn lên đến 10 năm. Thưa quý vị, khủng bố không còn là một mối đe dọa lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt nữa, mà những nguy cơ ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Quốc đã khiến cho Mỹ phải tái cơ cấu lực lượng hải quân để đối phó. Tuần này, Bộ trưởng Hải quân Mỹ ông Kenneth Braithwaite cho biết hải quân Mỹ sẽ tái lập hạm đội Đại Tây Dương để đáp ứng thách thức hàng hải chưa từng có tại khu vực khi Nga ngày càng mạnh hơn. Ông nói thêm rằng hạm đội Đại Tây Dương sẽ đối phó với hải quân Nga, lực lượng đang ngày càng tiến sát đến bờ đông của nước Mỹ. Ông sẽ đến Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội ở Norfolk, bang Virginia, để thông báo về những thay đổi, đồng thời khẳng định nhân sự tại cơ quan này không mất việc hay thu nhập sau khi chuyển thành hạm đội mới. Hạm đội Đại Tây Dương của Mỹ được thành lập năm 1906, song được đổi tên thành Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội vào thập niên 2000, khi quân đội Mỹ chuyển trọng tâm sang các cuộc chiến tại Trung Đông. Bộ trưởng Hải quân Braithwaite cho biết thêm, Mỹ sẽ tái lập hạm đội 1 tiếp quản một vùng rộng lớn tại khu vực Ấn Độ Dương và Nam Á, hiện do hạm đội 7 phụ trách. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe cũng thừa nhận mối đe dọa từ Trung Quốc khi cho rằng Trung Quốc đang âm thầm tiến hành thử nghiệm trên cơ thể các quân nhân với hy vọng phát triển những binh sĩ có siêu năng lực. Lời khẳng định này của ông nằm trong một bài phân tích được đăng trên tờ Wall Street Journal vào ngày 4 tháng 12. Theo NBC News, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA và văn phòng ông John Ratcliffe chưa phản hồi báo chí về thông tin cho rằng Trung Quốc tạo siêu chiến binh bằng cách chỉnh sửa gen. Vào năm ngoái, hai học giả người Mỹ đã viết bài đánh giá về tham vọng của Trung Quốc đối với công nghệ sinh học trên chiến trường. Theo chuyên gia Elsa Kania tại Trung tâm An ninh Mỹ mới và ông Wilson Von Dick, một cựu sĩ quan hải quân Mỹ, có dấu hiệu Trung Quốc quan tâm đến việc dùng công nghệ chỉnh sửa gen để tăng năng lực của các binh sĩ. Đặc biệt, các học giả chỉ ra rằng những nhà nghiên cứu Trung Quốc đang sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR
Tuy nhiên, các nhà khoa học phương Tây lại cho rằng việc chỉnh sửa gen để tăng năng lực của người khỏe mạnh là trái với nguyên tắc. Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo khi chúng ta thử nghiệm với sinh vật biến đổi gen thì có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được. Cùng chung mối lo ngại với Mỹ, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Úc bà Linda Reynolds đã thông báo nước này sẽ phát triển tên lửa hành trình bội siêu thanh cùng với Mỹ nhằm đối phó Trung Quốc và Nga. Bà nói thêm rằng Úc sẽ tiếp tục đầu tư vào các khả năng tiên tiến nhằm mang lại cho lực lượng quốc phòng thêm lựa chọn để ngăn chặn những hành động hung hăng chống lại các lợi ích của nước này. Bà Reynolds không tiết lộ ngân sách cho việc phát triển loại tên lửa bội siêu thanh nói trên và cũng không nói rõ khi nào vũ khí mới được đưa vào sử dụng. Trước đó, Úc đã quyết định dành 9,3 tỷ đô la Úc, tức là 6,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tốc độ cao, trong đó có nghiên cứu phát triển vũ khí bội siêu thanh. Tên lửa bội siêu thanh có khả năng bay ở tốc độ gấp hơn 5 lần vận tốc âm thanh, tức hơn 6.100 km một giờ, được xem là loại vũ khí khó bị theo dõi và đánh chặn. Hồi năm ngoái, Nga đã triển khai tên lửa bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên, trong khi Lầu Năm Góc đã thử tên lửa bội siêu thanh tương tự vào năm 2017 và đặt mục tiêu triển khai loại vũ khí này vào năm nay. Trung Quốc cũng đã hoặc sắp triển khai hệ thống vũ khí bội siêu thanh được trang bị đầu đạn thông thường theo giới phân tích quân sự. Thưa quý vị, nói riêng về mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, đây cũng là một trong những vấn đề nổi bật nhất tuần này. Hiện mối quan hệ của hai nước đang rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua với hàng loạt các căng thẳng như trừng phạt kinh tế, thương mại. Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19 từ Trung Quốc và mới đây nhất là Bắc Kinh lên án tội ác chiến tranh của binh lính Úc ở Afghanistan. Tuần này, cả hai nước đã không ngừng giao chiến với nhau trên mọi mặt trận, từ chạy đua vũ trang, kinh tế đến đấu khẩu trên Twitter. Mới đây, Hoàn Cầu Thời báo, Nhật báo nằm trong hệ thống cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham chiến khi tung ra lời đe dọa. Trung Quốc sẽ cho tàu chiến Úc nếm mùi cay đắng trên Biển Đông. Vào hôm 1 tháng 12, một bài đăng trên Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Úc đang liên kết với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Thậm chí, bài viết này còn ví vai trò của Úc như là một con chó săn của Mỹ. Cụ thể, ở đoạn cuối bài xã luận đã viết, là một con chó săn của Mỹ, Úc nên kiềm chế sự kiêu ngạo của mình. Đặc biệt, tàu chiến của họ không được đến gần các vùng ven biển của Trung Quốc để thể hiện sức mạnh quân sự, nếu không sẽ nuốt phải viên thuốc đắng. Được biết, trong năm nay, tàu chiến Úc từng nhiều lần diễn tập và thực hiện các chiến dịch tuần tra duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông. Năm chiến hạm Úc hồi tháng 7 di chuyển khá gần với các thực thể Trung Quốc chiếm đóng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Biên đội này có thể đã chạm mặt tàu hải quân Trung Quốc. Ngoài ra, khi Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận phô diễn sức mạnh ở Biển Đông, Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng tổ chức tập trận chung. Gần đây nhất là vào tháng 11, Bộ Tứ Kim Cương này đã cùng tham gia diễn tập hải quân Malabar 2020. Trung Quốc gần đây còn trả đũa lên nền kinh tế Úc khi đưa hàng loạt các hàng hóa và thực phẩm của Úc vào danh sách đen. Do các quy định hạn chế mới đặt ra của Trung Quốc, tất cả tàu chở than của Úc phải đợi từ 3 đến 5 ngày để được cập cảng. Trong số đó, 53 tàu phải chờ khoảng 4 tuần hoặc lâu hơn để dỡ hàng tại các cảng của Trung Quốc. Vào ngày 1 tháng 12, khi Trung Quốc đưa ra lời đe dọa, truyền thông Úc cho biết China Bloom, một công ty bất động sản của Trung Quốc đã thuê một phần hòn đảo Keswick của nước này theo hợp đồng kéo dài 99 năm từ năm 2019. Sau đó, công ty này tìm cách ngăn dân Úc đặt chân lên đảo. Một tấm bảng cảnh báo tránh xa xuất hiện trên hòn đảo, trong khi tàu thuyền và máy bay bị ngăn tiếp cận đến hòn đảo. Đảo này nằm cách thành phố Mackay, bang Queensland khoảng 34 km về phía đông bắc. Dân địa phương cho biết công ty này đang ngăn họ đến bãi biển trên đảo, cấm tàu thuyền của dân địa phương cập cảng và thậm chí ngăn các máy bay sử dụng bãi đáp trên hòn đảo. Dân địa phương nói rằng bãi biển đang được dành riêng cho các du khách Trung Quốc giàu có. Bà Julie Willis, một người dân trên đảo, cho biết bà không nghĩ là họ muốn người Úc có mặt trên đảo. Tôi nghĩ họ muốn sở hữu hòn đảo này chỉ dùng riêng cho thị trường du lịch Trung Quốc. Nhiều hộ gia đình cũng cáo buộc công ty Trung Quốc này đang giết chết ngành du lịch trên đảo vì China Bloom yêu cầu những người sở hữu nhà cửa trên đảo không cho thuê các bất động sản hoặc quảng cáo cho khách du lịch trên ứng dụng Airbnb. Thông tin trên được truyền thông đăng tải giữa bối cảnh căng thẳng Trung Quốc và Úc ngày càng gia tăng. Trước căng thẳng với Úc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lại đăng một tấm ảnh giả mô tả hình ảnh một binh sĩ Úc sát hại một trẻ em Afghanistan cùng dòng tweet sốc trước việc binh lính Úc sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi cực lực lên án những hành vi như vậy và kêu gọi họ phải chịu trách nhiệm. Hành động trả thù bằng cách lấy sự đau thương của người khác để đem ra nhạo báng này của Trung Quốc đã khiến cho chính quyền Úc vô cùng phẫn nộ. Thủ tướng Úc ông Scott Morrison đã mô tả bài đăng trên là thực sự kinh tởm và xúc phạm sâu sắc, cực kỳ vô nhân đạo. Ông nói rằng Bắc Kinh nên hoàn toàn xấu hổ về sự sỉ nhục thái quá và kinh tởm đối với các lực lượng vũ trang Úc.
Theo đó, Úc đã yêu cầu Twitter xóa bài đăng khỏi nền tảng này, mô tả đó là thông tin xuyên tạc. Tuy nhiên, Twitter đã bác bỏ lời kêu gọi của Úc và cho biết họ đã đánh dấu dòng tweet này là nhạy cảm, nhưng nói thêm rằng các bình luận về các vấn đề chính trị thời sự hoặc những lời bàn tán chính sách đối ngoại của các tài khoản chính phủ nhìn chung không vi phạm các quy tắc của mạng xã hội này. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng chính phủ Úc nên xấu hổ về những người lính bị cáo buộc đã thực hiện những tội ác kinh hoàng ở Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn có những lời phát biểu thách thức. Bà nói những người lính Úc đã phạm tội ác kinh khủng như vậy, chính phủ Úc không cảm thấy xấu hổ hay sao? Trước hành động thách thức này của Trung Quốc, một số đồng minh của Úc cũng đã rất bức xúc và lên án. Lãnh đạo các nước Pháp, Mỹ và New Zealand trong những ngày gần đây đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ Úc và chỉ trích Trung Quốc sử dụng ảnh giả về binh sĩ Úc là một sự xuống cấp mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra. Ông Khan Brown, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng việc sử dụng thông tin sai lệch và ngoại giao thiếu kiểm soát là sự công kích mới nhất của Trung Quốc nhắm vào Úc. Đó là hành vi đạo đức giả. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp hôm ngày 1 tháng 12 nói rằng hình ảnh mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng lên Twitter đặc biệt gây sốc và bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên là sự xúc phạm đối với các quốc gia có lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern cũng bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng ảnh không chính xác. Bà Ardern nói thêm đó là bài đăng không thực tế và tất nhiên điều đó sẽ khiến chúng tôi lo ngại. Vì vậy, chúng tôi đã trực tiếp nêu ra theo cách New Zealand làm khi có những lo ngại như vậy. 9.000 km/h, gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh, có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo có tốc độ lớn và quỹ đạo bay cao hơn nhiều so với máy bay tên lửa hành trình. Liên quan đến Nhật Bản, cựu Thủ tướng Shinzo Abe cùng với hai người nữa, trong đó có thư ký đứng đầu nhóm hỗ trợ của ông, đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị. Người thư ký này đã chủ trì các bữa tiệc thường niên trong vòng 5 năm với tổng hóa đơn đã vượt quá 20 triệu yên, tương đương với 191.000 đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với số tiền thu được từ những người tham dự. Công tố viên phát hiện số tiền thực sự cao hơn tới 9 triệu yên, nhưng thư ký không ghi chính xác vào báo cáo. Các công tố viên đang điều tra vụ việc này vì có thể có vi phạm luật quản lý quỹ chính trị. Trước đó, hơn 900 luật sư và chuyên gia luật đã yêu cầu cơ quan công tố Tokyo điều tra toàn diện về cáo buộc cựu thủ tướng Shinzo Abe vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị. Ông Abe đã phủ nhận mọi hành vi sai trái sau khi vụ bê bối được đưa ra ánh sáng vào tháng 11 năm ngoái. Hiện các công tố viên đã yêu cầu ông Abe trình diện để thẩm vấn. Vụ bê bối này có khả năng ảnh hưởng đến thủ tướng Suga Yoshihide, người được xem là cánh tay phải của ông Abe thời còn tại nhiệm. Tại Thái Lan, người dân đã liên tục tổ chức biểu tình phản đối chính phủ. Các cuộc biểu tình được chia làm hai hướng, một là ủng hộ, hai là phản đối chế độ quân chủ. Trong khi chính phủ và các nhóm bảo hoàng nói rằng những người trung thành với nhà vua vẫn đang chiếm đa số. Tuy nhiên, kể từ khi các cuộc biểu tình liên tục xảy ra vào tháng 7, điều này đã thay đổi. Ngày càng có nhiều người của phe bảo hoàng yêu cầu cải cách hoàng gia. Ông Mitri Chitinunda là một người theo chủ nghĩa bảo hoàng Thái Lan, hết lòng đến mức anh đã cắt chân dung của nhà vua lên tóc vào năm ngoái. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi ở Thái Lan. Kiểu tóc mới nhất của ông Mitri được cắt theo hình ba ngón tay, Hunger Games, biểu tượng của những người biểu tình ủng hộ dân chủ và đang yêu cầu cải cách để kiềm chế quyền lực của vua Maha Vajiralongkorn. Tôi cắt tóc theo hình ba ngón tay để chứng tỏ là tôi ủng hộ cả ba yêu cầu cấp thiết tại Thái Lan, đó là tự do, bình đẳng và dân chủ. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra vì người dân vẫn chưa được đáp ứng nguyện vọng. Khi nào vẫn chưa có được dân chủ thật sự, người dân sẽ không dừng lại và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ họ. Sự thay đổi của ông Mitri phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong một đất nước, nơi mà hiến pháp bắt buộc phải tôn kính nhà vua, nhưng hàng chục nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình để yêu cầu cải cách hoàng gia. Những người biểu tình nói rằng họ không tìm cách chấm dứt chế độ quân chủ, mà để khiến cho nhà vua phải chịu trách nhiệm theo hiến pháp, đảo ngược các động thái mang lại cho nhà vua nhiều quyền lực hơn và giảm chi tiêu của cung điện. Còn tại Hàn Quốc, Quốc hội nước này vừa mới thông qua dự luật cho phép các nghệ sĩ K-pop đứng đầu bảng xếp hạng và từng được đề cử giải Grammy như BTS được hoãn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho đến năm 30 tuổi. Tất cả nam giới Hàn Quốc có thể trạng bình thường trong độ tuổi từ 18 đến 28 phải phục vụ trong quân đội trong khoảng 2 năm như một phần trong nỗ lực của đất nước này nhằm bảo vệ chống lại Triều Tiên. Việc sửa đổi đạo luật nghĩa vụ quân sự được thông qua hôm thứ Ba tuần qua được thiết kế để cung cấp các ngoại lệ cho các siêu sao K-pop, những người cải thiện tình trạng văn hóa của đất nước và thúc đẩy nền kinh tế. Hàn Quốc cũng cho phép các sinh viên đủ điều kiện hoãn nhập ngũ đến 28 tuổi và đã miễn trừ cho các nhạc sĩ cổ điển nổi tiếng cũng như các vận động viên thể thao đã giành được huy chương tại Thế vận hội hoặc các cuộc thi quan trọng khác.
Cầu thủ bóng đá Tottenham Hotspur Son Heung-min cũng nằm trong số những người đã được miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Vừa qua, các đơn vị hải quân Ai Cập và Hy Lạp đã tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Aegean. Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn với lực lượng vũ trang các quốc gia đồng minh. Theo tuyên bố chính thức của người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết, cuộc tập trận được tiến hành khi các đơn vị hải quân Ai Cập trên đường trở về sau khi kết thúc chương trình diễn tập hải quân chung mang tên Cầu Hữu Nghị 3 với hải quân Nga trong vùng lãnh hải của quốc gia này. Cuộc tập trận hải quân Ai Cập và Hy Lạp bao gồm triển khai và di chuyển đội hình nhằm tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải ở địa Trung Hải, đồng thời nâng cao sự tương thích giữa hạm đội hải quân của cả hai nước trong thực hiện các nhiệm vụ tác chiến theo quy tắc quốc tế. Trước đó, hải quân Ai Cập và Nga đã kết thúc cuộc diễn tập chung kéo dài từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình tuần này, tôi xin mời quý vị đến với một thông tin thú vị. Tỷ phú hãng Tesla và SpaceX Elon Musk vừa mới cho biết con người có thể lên sao hỏa trong vòng 6 năm, thậm chí là chỉ trong vòng 4 năm tới. Ông Musk nói khá tự tin vì hiện tượng đồng bộ hóa giữa trái đất và sao hỏa diễn ra khoảng 26 tháng một lần và hiện tượng này xảy ra vào mùa hè năm nay, rồi khoảng 2 năm nữa sẽ có thêm một lần đồng bộ nữa. Nếu may mắn, trong 4 năm tới, con người đã có thể đặt chân lên sao hỏa. Hiện SpaceX đã bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa sao hỏa của mình để đưa khách hàng lên sao hỏa, mặt trăng và thậm chí là những hành tinh khác trong vũ trụ. Đến đây thì bản tin Thế giới trong tuần cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tuần tới. Xin chào tạm biệt.